tập đi đi. Rồi, điểm dừng. Hi hi hi, hello honey. Lời nói đầu tiên xin cho Vedette Phụ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân hoan đến tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại trên YouTube của Thu Vô Gái Viên Kiên. Thì hiện tại hôm nay bây giờ là 4 giờ mấy rừng 5 giờ sáng rồi. Hiện tại thì có ba mẹ con em. Em là Vedette Vũ Thu Phương, thành viên thứ hai là Hoàng Long. Hoàng Long, thành viên thứ ba là Si. Michelle. Đó, đây là con gái của, lộn, con trai của em nha mọi người nha, rất là dễ thương luôn. Thì hôm nay và có vấn đề gì thì hôm nay em quay clip. Thì hôm nay em xin bật mí và bí mật cho mọi người là hôm nay tụi em đi chứa Trang Gia Lào và Vũng Tàu. Đây mọi người đi ra đây gồm các thành viên như sau. Bích Thủ đứng lại. Đây rồi, mọi người. Đây một cô gái rất là dễ thương luôn. Để đây làm gì vậy vợ? Qua đi bé. Rồi, hello mọi người đi. Hello mọi người. Em tên là gì? Em tên là Hiếu Thảo. Em tên là Hiếu Thảo nha. Con bé nó rất là dễ thương và rất là thương mẹ. Đó, làm 300 ngàn là cho mẹ 20 ngàn rồi chừa 280 mua đồ make up. Đó, bé tên Hiếu Thảo rất là dễ thương. Cái đó là em nói thôi, nguyện vọng của bé đó. Ý là em gửi lời chào mọi người á. Nói tiếng chào đi, sao không hiểu mà. Mẹ, mẹ không biết mẹ. Cái gì? Hớ. Hớ. Bé nói là hớ. Gì nữa nói thì tao nói là cho. Nói cho nhắc tuồng với mẹ. Nhắc tuồng hả? Ý là con gửi lời chào đến mọi người thôi. Con dạ. Tên là Bích Thủ. À, con tên là Hiếu Thảo, gửi lời chào tới mọi người ạ. À. À, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Rồi, đứng đó, đứng rồi, tên Thu luôn. Tên Thu luôn. Rồi, chuẩn bị em sẽ bắt cóc người kế tiếp. Người kế tiếp em bắt cóc sẽ là bà Si Tan Đấy. Đây nè mọi người, em vô nha mọi người ơi. Đây là một vị khách tới xe cái viên chiên em hồi bộ quá trang đó mọi người. Lúc mà cầu hôn em không chịu là đây. Thành viên đây em vô. Đó, thành viên thứ tư là con trai của em rất là dễ thương luôn. Tên là bé Bin. Kế tiếp của em là đây, sắp hành con gái. Tên là tên gì bé? Cái gì? Linh. Trời ơi, tên gì? Lý Minh Linh. Ôi ôi, là để tóc tai ngắn vậy để Lý Mỹ Linh luôn. Tóc tém luôn. Ôi tóc tém về tên gì Lý Mỹ Linh. Đó, hôm nay chủ sĩ nè, đó. Đăng 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 đăng. Hát giờ. Tiếp tới giờ uống. Chuẩn bị. Đây có con khỉ. Làm lại đi. Anh Vũ ơi. 2, 3. Con khỉ. Là cái gì? Đang giới thiệu anh là con khỉ gì vậy? Đây, con tên gì giới thiệu mọi người? Đó, hello mọi người, với hiện tại thì nó lớn rồi mày bị ai đi đào đào bố ơi. Nhóm tụi em này chuẩn bị đi trước chi lớn đào. Lên đào mẹ không ơi, không có bít nó nhỏ xíu à, em mới mổ đó là lớn lên rồi. Nhóm tụi em chuẩn bị đi trước chi Gia Lào cho mọi người nha. Anh lấy gì vậy? Đi lấy bigo đi, mình tưởng tượng. Rồi, hello hello mọi người nha, và hôm nay là chương trình cơm ao. Thì đây là con bd ăn cơm thêm. Cái gì? Ê, quên chương trình cơm ao, chương trình của nhóm Vedette Vũ Thu Phương và tất cả các chị bán nước quầy à, đây sẽ tổ chức một chuyến hành hương đi chứa Trang Gia Lào và Vũng Tàu. Thì đây là thành viên đầu tiên. Thì bây giờ Long có điều gì muốn nói với tất cả mọi người không? Tên con gái của con là tên gì? Chưa đặt tên luôn. Lê Hà My. Con hả mẹ? Tên gái của con là Lê Hà My à. Cái gì? Lê Hà My. À, tên con gái của bé là cầm cái ly. Lê Hà My, mẹ nghe sao vậy? À, Lê Hà My. Nhưng mà dễ thương luôn. My bao nhiêu tuổi? Năm nay 41 tuổi. Rồi thì mấy người nghiệm bao nhiêu tuổi? 41. Tao nói tuổi mày đâu phải hỏi tuổi má mày đâu mà 41 tuổi. Em 14 tuổi. Ờ, nói từ linh tùm ra hết á. Con lộn. Rồi xin mời mẹ của em vô đây luôn. Rồi, mẹ dẻo đi. Mẹ dẻo vô đây. Trời ơi mọi người ơi. Có mặt thân quen của mẹ của Hà My là mẹ Diệu nha mọi người nha. Tính ra là cũng ra nghề. Nghề của mẹ Diệu là gì nói cho mọi người nghe đi. Chung nghề á, chung nghề. Cái gì? Chung nghề. Ý là mẹ của Hà My không muốn lên màn hình sợ mất công là dị nghị là con của mình nó này kia kia nọ. Thì bây giờ mời Hà My lên sân khấu. Lại gì? Hà My lại. Mày xem đâu vậy? Rồi bây giờ Hà My nói cho mọi người nghe thì sau đây là những người bạn thân hay là những người xung quanh hay Hà My hay hen Hà My giống chiếc guốc hay giống gạch đàn thuốc gì đó. Không, con thấy cái đó mình nên mẹ nói con, với ngoài nói con kêu là sao? Ý là của mình mẹ nói con là giống chiếc guốc, của mày nói con giống chưa? Không, người ta khen cái mặt con giống chiếc guốc với lại giống cái gạch đàn thuốc. Không, người ta nói cái mặt con giống chiếc dép. À, cái mặt Hà My giống chiếc dép nha mọi người nha, rất là đẹp và rất là dễ thương. Đó thì bây giờ còn vài thành viên nữa. Thì đi trên cái vậy. Vậy rồi. Cái gì? Cái gì vậy? Tới đây đây mọi người ơi, đây là con trai của em nha mọi người nha. Rất là dễ thương và em xin giới thiệu với mọi người. Quỳnh Quỳnh.
Rồi Quỳnh Quỳnh xuống đây chào mọi người nè. Rồi con gửi lời chào đến mọi người. Rồi alo. Bữa nay đó, bữa nay này đó hơn mọi người. Đó, giống như cái nhà trẻ mọi người nha. Đó, thật sự thì hôm nay rất là vui luôn mọi người. Thì những chị em chủ trong nhóm mới lấy vũ đô phương chuẩn bị đi gửi xe rồi. Thì một chút, ủa tao bị liệu cái gì đâu có tiếng nói rồi, tao cầm vô rồi trên trời. Nói chứ một chút xíu nữa thì mọi người, em sẽ quay cái khúc mà trên xe để mà giới thiệu tên cho tất cả mọi người nha. Lâu lắm rồi thì tụi em không có chuyến hành hương nào hết. Thì hôm nay có dịp thì chị được một người chị tại phố đi bộ đó cũng bán hàng rong luôn, gieo duyên cho chúng em đến với Chứ Trang, Gia Lào rồi Vũng Tàu nữa nha mọi người nha. Rồi rồi, đã rồi, ở đây rồi, dưới đất, ở đây rồi, ở đây. Em Dương, em Dương, sẵn chưa? Rồi, dưới đất, dưới đất. Hiện tại thì nhóm VĐ Vũ Đô Phương đang có mặt tại trạm dừng chân quán ăn Cao Phát. Thì đây là những model của Miss Universe 2023. Người đẹp bước vô vòng nguy hiểm. Người đẹp Quỳnh Lai. Mày chuẩn bị bị lội á. Đi xuống vậy. Người đẹp bức ảnh đẹp nhất tuần này. Người đẹp Miss Candy. Hello mọi người nha. Em có bệnh mới về á. Thật sự là ngày hôm nay à, em giờ được mới vừa đá vào máy bay xuống á. Em mổ Amida anh hả? Em mới cắt cái gỗ. Cắt cái gỗ và cắt cái ghế. Nói chứ hello mọi người nha, đây người đẹp Mi Candy, người đẹp Hải Yến, người đẹp Quỳnh Lai. Đó, Bích Thủ nè, Thu Thủy nè, Phạm Quỳnh Anh nè, Quỳnh An An nè, Angela Baby nè, mọi người thấy không? Con Kim Anh. Tên gì? Dược Kim Anh. Giới thiệu mọi người luôn. Dược Kim Anh nha mọi người. Đây Dược Kim Anh nha mọi người nha. Nhớ tu tu xíu bây giờ. Hello mọi người đi quên. Rồi xong hết dài. Đó Dược Kim Anh hát ba tặng mọi người bài Lâu Đài Cát cho con. Thôi đoạn được. Vâng. Em đi về dưới quê mưa rơi lạnh luôn. Em tuôn tuôn tiếc mày. Không ghê. Mày tên gì? Tao thấy mày giống Nhật Tinh Anh quá. Nói chứ mọi người ơi, bây giờ là tụi em chuẩn bị vô tạm dừng chân để mà ăn cơm lấy sức khỏe, chuẩn bị đi núi Chứa Trang Gia Lào cho mọi người nha. Thấy đồ chơi kìa. Đồ chơi kìa. Mẹ ơi, con cái đài. Con chơi gì? Cái đài này. Cái này cái gì? Bây giờ súng này chơi không được, chơi cái súng của ba mày không? Mẹ mẹ mẹ, mua cho con cái bông bóng màu xanh như mẹ mà hồng. Mẹ con chơi kiếm nó được. Mua cho con cái mẹ. Chơi kiếm nó được mẹ. Mua cho mẹ. Mẹ kiếm nó được mẹ. Con này nhìn kìa. Mẹ dừng ra kìa. Mẹ. Con nhiễm kìa, con nhiễm nhiều. À, Diệu ơi. Út, mày Diệu nè. Trời ơi, đứng cô cô bây giờ nè. Mẹ cho con cái súng này rồi. Dạ. Để ăn xong đi, vậy ăn xong đi tụi em vòng ra nha. Rồi ăn xong tụi em vòng ra sẽ mua ủng hộ cô nha. Cái gì? Cái gì? Anh ơi, anh chào mọi người đi. À, hello mọi anh người. Anh giới thiệu về mối tình đầu của mọi người đi. Mối tình đầu á? Thôi, lục vũ rồi. Sao đâu, anh giờ anh giới thiệu cho mọi người là em với anh đang tìm hiểu đi. À. Anh gửi lời chào tới mọi người. À, xin chào tất cả mọi người. Đây là mối tình đầu và cũng là mình đang tìm hiểu nhau. Dạ đúng ạ, thì bây giờ mình vào nhá. Dạ, okay. Dạ em xin phép mọi người ạ. Vào đâu Hamaki tonikaba chani toko tribe ochana mini kita tona pe na ai fa free on the ma tonai la 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 la. Thấy mày đều giống giá không? Con đếm được bánh mì của mẹ đó. Dạ đà, con mày chọn vô mắt của mẹ luôn rồi. Con đếm được luôn. Điếm gì? Điếm mẹ bị cực 2 đổ rưỡi á. Ủa quán này là đâu mẹ? Trời mẹ ơi, quán này còn 3 con chứa. Ba con kìa. Nhanh nè nát. Kìa 3 kìa. 3 kìa. 1, 2, 3. Ơi xuống đi tao bắt tới nhà. Mới như xin Sài Gòn. Kìa. Ê, đâu dạ. Hello chị. Dạ em đi chú Trang Gia Lào. Sẵn nghe ông chị. Cảm ơn chị. Chúc chị cho em mượn 2 triệu đó. Sao mày nói cái gì chẳng cô của 16 năm hả? Lấy gì lại hả? Bóng bài cái gói mày tài mẹ cái lực này nó sẽ nhắn tao hoài vậy. Ờ rồi cái nón với cái đèn ngủ vậy trời. Dạ, nhớ là kẹo cái uống xe tin không? Mày nhìn cái gì? Mày đeo lại cho con. Xe tin không kẹo 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 kêu luôn nè. Ơ. Em ơi, xe tin.